Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 top càng lot khoảng 8 đô của bạn. Thì chương trình để góp nó chỉ random cho 4.000 winner may mắn thôi bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và copy cái hashtag này các bạn để tặng ba người bạn vào. Đây là kèo random trên Twitter nó, thì bạn theo dõi nè các bạn, rồi các bạn like nè, các bạn chỉ chẳng như tweet nè các bạn tăng các hashtag và tăng ba người bạn mình vào các bạn gõ cộng mình hiện như người bạn của các bạn, tweet lại nè, sau đó thì bạn mới up lên nè các bạn cho anh sau kênh Telegram mình của mình nha các bạn. Rồi trên kênh Telegram bạn cho anh sau nè các bạn. Rồi sau khi join vào xong thì bạn nhấp ba anh cùng nhấp vào setting nè các bạn. Các bạn copy username Telegram mình nè các bạn. Rồi là chatbot nè. Rồi vào link form dưới đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Còn win về này là chính nè các bạn. Follow Twitter, submit and username. Còn win về này là chính nè các bạn. Rồi tiếp tục bạn gỡ làm link tweet nè, thì bạn mở Twitter tất cả bạn nghe các bạn. Rồi bạn nhấp vào anh ta nè các bạn, username mình nằm đây nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào một hồ sơ nữa. Rồi bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè. Rồi bạn sao chép liên kết là đây nè các bạn. Sau đó các bạn gỡ địa chỉ với con này chạy trên tảng của Ogachen nha các bạn, thì các bạn gửi địa chỉ ETH trên di chúc lết tất cả mạng nha các bạn. Hoặc các bạn có thể dùng địa chỉ Ogachen nha các bạn tích hợp vào mạng MetaMask của tất cả các bạn. Rồi, bạn gửi dán vào đây nè. Sau đó thì bạn kiểm tra lại nữa các bạn. Thông tin chính xác hết thì bạn gửi là xong nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 top càng lớp đến đây cũng thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.